Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, thì hôm nay bên Anna ra toán loạn từ lưa các sự kiện mới. Tại vì ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trong kỳ nghỉ lễ dài như nghỉ Tết. Đấy, có nhiều sự kiện. Ok, điểm qua một chút thì chúng ta có mấy cái kiểu là chơi 30 phút nhận skin ngoan sinh yêu. Đấy, thì cái này nó sẽ là ngày 30 và ngày 1 tháng 5 thì phải. Tôi nhớ không nhầm đấy, tôi sẽ check lại bên Anna. Đấy, tiếp theo sẽ nhận được cái khẩu súng siêu âm. Thì cứ đăng nhập chơi đủ 60 phút thì nhận được thôi. Và chắc chắn sẽ nhận được 100%. Đấy, cái khẩu này nó sẽ nhận được 6 khẩu. Mỗi khẩu 20 ngày. Đấy, thì được 100 ngày. Đấy, ok, đổi keo vĩnh viễn là cái sự kiện này cũ rồi. Mà anh em nào chơi đổi đi. Đấy, quả keo này trông cũng tầm tạm. Nói chung là free chả mất gì, tội gì không đổi đúng không anh em? Dành cho anh em mà cây chay. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là bây giờ chắc cũng chả còn ai cây chay mấy. Ai bây giờ chả phải nạp vào trong game ít này nọ lọ chai. Đấy, thi thoảng nạp tí. Đúng không anh em? Thi thoảng nạp tí nuôi nhà phát hành tí. Không nhà phát hành cũng sập game lấy gì ra mà chơi. Đấy, ok, đổi nhá. Đấy, tôi có đổi, có mấy cái đổi được vàng này. Đổi được 1.500 vàng nó hơi bị nhiều. Đổi được quả keo free. Nói chung là có mấy cái sự kiện free nhỏ nhỏ này nó cũng vui. Đấy, ngoài ra bên Anan free chúng ta đó là tiếp tế 21 ngày. Đấy, nhiều phết đấy, này hơi bị tươi. Nhiều lúc không có mấy cái tiếp tế này cũng cảm thấy hơi mệt, đốt lửa chạy hoặc là máy bán hàng di động. Đấy, cũng hơi khó. Ngoài ra có thêm một cái map mới trong Craftland là map một liệt đảo quân sự. Tí chúng ta test sau nhá, tôi cũng chưa test cái map này. Đấy, chắc là nó sẽ là... Tại vì bây giờ cái đảo quân sự ấy là bên Anna có thể cắt nó ra để cho vào trong cái phần thiết kế bản đồ. Nên là bây giờ sẽ có nhiều những cái sáng tạo ngay trên cái đảo quân sự hơn. Ok, hôm nay có cái sự kiện nhận 200% thì ở đây mà anh em nào mà muốn nạp thì quất đi. Đấy, quất đi. Và ok, ngoài ra thì hôm nay có MP40 thần bài comeback. MP40 thần bài thay bần. Quay cái này thì để xem là ui 1-2-3 tỷ lệ thì chắc là cũng không được giòn lắm đâu. Tôi nghĩ là nó cũng phải cỡ 2000 mấy kc một khẩu ấy. Đấy, tiếp theo là cái gì đây, 1-2-3 và toàn 1-2-3, tỷ lệ ra nó hơi a đuổi nhỉ. Đấy, tỷ lệ ra này nó cũng hơi đuôi à. Đấy, hơi a đuổi cũng không ngon lắm anh em ạ. Ra nó hơi yếu. Đấy, toàn 1-2-3. Tính ra mấy cái vòng quay mà rẻ ấy, thì là bên Anna phải chỉnh tỷ lệ 45 hiệu nhiều hơn. Nhưng mà đây tôi quay, ở đây được một cái 50 hiệu này. Ôi đi giời, dạo này cũng bắt đầu có tí tiến bộ rồi đấy. Dạo này gà rán bắt đầu có tí tiến bộ đấy. Chê cái ngon ngay. Đợt trước là tôi hay chê cái vòng quay này. Nhưng mà cá nhân tôi tạo thấy là vòng quay này đợt này tốt lên rồi. Đấy, tức là bên Anna phải chỉnh cho chúng ta tỷ lệ là có những cái lần mà chúng ta quay được 4-50 hiệu. Đấy, nó cũng đỡ hơn. Vừa nói xong phát lại quay về 1-2-3. Vừa nói sao phát anh cả dán lại cho quay về 1-2-3. Thế nó có buồn không? Đấy, buồn sương sương luôn. Thì nói chung là 1-2-3 này thì tôi cảm thấy nó cũng tạm được. Đấy, lại 1-2-3 rồi. Lại 1-2-3 rồi. Và không được giòn cho lắm. Rất là bình thường như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường luôn. Ok. Thì đấy là cái vòng quay MP40. Đấy, MP40 thần bài. Đấy, ok, còn cái gì nữa nhỉ? À, có một cái sự kiện mà nhiều anh em có hỏi tôi về cái đấy, đó là cái đua top tranh quà hot. Đấy, có cái đua top tranh quà hot này. Đấy, thì nhiều bạn bảo là cái này đua top như nào. Thực ra nó là cái hệ thống đua top bằng cách là cống tiền. Đấy, sự kiện đua top nạp thẻ. Thì cái sự kiện đua top này ấy, là nếu mà chúng ta tham gia sự kiện này của bên Ghana thì cứ mỗi KC KC chúng ta nạp vào nó tính là 5 điểm. Đấy, thì ở đây đang dẫn đầu server đang là ông cái gì min meo meo thì đấy cứ nạp 1 KC vào game Free Fire thì nhận được 5 điểm tích lũy. Với hôm nay 200.000 mà chia cho 5, 200.000 mà chia cho 5 thì cũng nạp 40.000 KC à. Và thì kinh đấy chứ nhỉ. Và 40.000 KC riêng sáng nay đập vào game 5.000 KC thì là 1 triệu đi. Đấy, 40 đập vào game 8 triệu. Đấy, người dẫn đầu này đập vào game 8 triệu rồi, mà tôi nghĩ là con số ấy chưa dừng lại.
console đây có lẽ chưa dừng lại. Thì nói chung là cái này thì quà được cái gì? Quà này thì là top 1 thì sẽ nhận được một bộ trang phục thẻ phố cực. Đấy, tùy ý, chắc là nhiều ông lại lấy mùa 1, mùa 2 thôi. Top 2 lấy cái thẻ phố cực từ mùa 2 đổ đi. Top 3 lấy thẻ phố cực từ mùa 3 đổ đi. Và không lấy được mùa 1, mùa 2 cộng thêm với cả cái huy hiệu chữ V 45 ngày. Đấy, và tiếp theo là sẽ nhận được cái bộ đồ của FIFA World Series chung kết Việt Nam, chung kết Đông Nam Á sắp tới ngày 26 tháng 5. Đấy, ngoài ra là được vé VIP mời tham dự giải, vé S-VIP mời tham dự giải FIFA World Series. Đến đấy có thể được nghe tôi bình luận trực tiếp ở sân khấu. Đấy, nghe hợp lý không anh em? Đến có khi được chụp ảnh với tôi luôn. Đùa thì thôi, ai thèm chụp ảnh với mình. Đấy, nói thật, ai người ta thèm chụp ảnh với mình đâu. Đấy, đùa tí thôi, đến nó sẽ được gặp tôi. Đấy, tôi cũng sẽ được gặp những bạn S-VIP đấy. Đấy, những cái gọi là đại sa của giải đấu. Đùa chứ, chắc là anh em đến đấy thì chắc là thích gặp mấy ông YouTuber, streamer các kiểu, mấy ông YouTuber nổi tiếng hơn. Đấy, còn ông bình luận viên Riaki ai người ta thèm gặp. Đấy, thì đấy là cái về vụ đua top. Đấy, còn đây là cái map huấn luyện đây này. Cái map này thì nó sẽ có cứ mỗi lần là 5 phút thì nó sẽ đổi cái map một lần, chơi nó cũng đỡ buồn hơn. Cái map này vào luyện tay rất tốt bởi vì là nó sẽ lần lượt đảo qua tất cả các khu ở trên đảo quân sự. Đấy, và chúng ta có thể tùy chọn các thứ và nó cũng mở rộng hơn so với cái huấn luyện trong game. Ví dụ như là chúng ta hạ cùng đối phương thì chúng ta sẽ nhận được thêm keo. Đấy, rồi bắn hạ đối phương thì nó cũng sẽ tính cho chúng ta rất nhiều những thành tích. Và cái này nó sẽ không bị nhàm chán như là cái đảo huấn luyện bình thường. Cái đảo huấn luyện bình thường thì cá nhân tôi đánh giá nó hơi nhàm chán. Thì có cái đảo này thì chúng ta chơi nó hay hơn. Mỗi tội là cái đảo này thì cái việc mà hồi sinh nó chưa được thuận tiện nó lắm. Đấy, mỗi lần mà cứ phải chọn giữa hiện thông số hồi sinh thì bấm nó mất mấy lần. Đấy, nó hơi cồng kềnh. Với cả cái thứ hai đó là tôi thấy là đang hơi đông người chơi, cái map này nó hơi bị giật. Đấy, đang đông người chơi nên là vào nó hơi bị giật, hơi bị lag. Thì hy vọng là bên Anao tối ưu hóa cái map này. Tôi nghĩ là cái map này ok á. Đấy, tôi nghĩ là cái map huấn luyện này anh cả dán, nếu mà cần trên thang điểm 10 thì tôi cứ cho xin phép là cho thang điểm là 9. Đấy, 9 điểm. Đấy, cái map này rất là hay, một map giúp chúng ta tập luyện tốt cũng như là kiểu nó đỡ nhàm chán và nó cũng có rất là nhiều thứ cho chúng ta làm trên này, cày thông số kiểu. Các bạn ra cái ngõ ngoài sảnh nó cũng sẽ có một cái bảng thông số rất chi tiết, nó không làm chúng ta gọi là phải thất vọng. Đấy, còn trong game thì chúng ta cứ bắn thôi. Cứ bắn thì nó sẽ bắn hạ đối phương, nó sẽ cộng thêm cho mình keo. Đấy, rất là hay. Nói chung là một cái chế độ chơi mà tôi nghĩ là nó vô thưởng vô phạt, mà vào luyện tay quẩy tí rồi nha, chuẩn bị vào giờ học thì vào đây quẩy nó khoảng 10 phút. Đấy, thay vì chơi trận tử chiến thì vào đây quẩy tí cũng được. Đấy, nó đỡ buồn tay, đỡ nhớ game. Ok, thì đó là một số những cái thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, subscribe được đẹp trai, được xinh gái. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau trên kênh của mình nha. Bye bye.